Rồi chào bà con nha. Rồi, chúc bà con miền Bắc miền Trung bình an vô sự trong cái mùa bão lụt này nha. Giờ ngoài đó bão lụt nhiều quá, bão quá bão luôn. Thì nói chung mà thiên nhiên mà mình cũng cố gắng thôi. Hôm nay lên video thì đã mấy cái xe phun thuốc nào bà con. Quay cho bà con nào ở nhà không có đi ra đường thì nằm xem cho nó vui nha. Nó tới đâu quên rồi ta, nó tới đâu nó tiếp tục nói tiếp không thì thấy không, chùm rã phun thuốc luôn bà con. Sáng giờ rã hai con rồi, bên kia con nữa. Rã gì ra thì có gì con mua, cần mua gì thì cứ liên hệ em nha, bán gì ai cần gì thì bán cái đó. Cái máy này thì đổ hơi rồi, con này bữa có đăng rồi, đổ hơi rồi nên là để lại lấy phụ tùng hoặc là bán phụ tùng luôn. Bà con nào mua két nước, mua bán két nước Bilamo, cục đời, heo bét gì đó, thích mua gì bán đó. Rồi bộ quạt đây này, cái bộ gì nồi đây ha, bộ nồi từ đây ra để ráp cánh quạt đó, bà con nào đang xài hư bán luôn. Rồi khung sườn ba cầu, khung sườn ba cầu thì bán nguyên khung, nguyên sườn nha, nguyên bánh luôn. Đây bánh nè, bánh 19 x 800 x 10, cầu sau đây đó, hộp số treo đây, hộp số trước đây đó, hộp số trước truyền ra hộp số treo, truyền ra cầu sau, truyền ra cầu trước, có nhanh chậm luôn nha. Đó, con này là ba cầu 6 bánh, máy có thể đặt lần trước được ha, đầu áp này bán rồi đó. Rồi rớt cái máy ra, con nào lấy máy thì lấy, không lấy rớt ra bán phụ tùng đó. Máy giờ có thể đặt trước ha, đặt trước gắn hai gieo ro vô là chạy thôi đó. Mua thì gới còn đó, lá qua lăng vậy thôi. Em là chuyên rã phun thuốc luôn, nói chung rã phun thuốc thì không ngán đâu, nhưng mà ngán cái là đồ nhựa không biết để đâu đó nha bà con. Nhưng mà đất ở đây thì rộng nên là dục cũng vô tư thôi, sau này mà hỉ mấy cái này cũng khó lắm. Vì nó là camo xích đó, nên là nó người ta không có mua, nên là dục rác người ta cũng không nhận, khó khăn lắm luôn. Đã thì chả ngán mà ngán mấy đồ này thôi nè, ốc tán bảy màu luôn rồi. Điều cái máy này thì nó đổ hơi rồi nha, nó đổ hơi rồi, cầu thắng, cầu ba cầu này về lên xe rùa thì bao phê luôn con, chạy sướng lắm, chạy ngon hơn xe rùa nhiều. Số 4 tiếng một dê nha, 4 tiếng một dê đó, còn đẹp hơn, còn ngon lành hơn. Giờ mình chỉ cần rửa ra mình sơn lại là ok thôi đó. Sườn ba cầu, bình dầu thì ở đây lũ khủ luôn, con muốn mua bình dầu thì mấy trăm ngàn cái thì alo em. Cánh quạt thì đây mới rớt ra hai ba bộ nè. Máy này thì bán rồi, máy này bán rồi nha, máy bán rồi. Giờ còn cái khung sườn một cầu này, rớt cục máy ra đi, rớt cục máy ra, rồi rớt từ cái thanh này nè, rớt ra thôi, rớt cái thanh ra luôn. Đó. Con này là một cầu nha, nhưng mà hộp số nó nằm đây. Đó, số nằm đây, truyền qua đây, kéo xích từ đây qua đây, chạy bánh sâu. Con này giờ có thể mình gắn thêm bên này một cái bánh, bên kia một cái bánh nữa, thành hai cầu sau một cầu trước hơn. Đó, hộp số. Số này nó là xài 3 tiếng một dây, có nhanh chậm hơn, thành 6 tiếng 2 dây. Maru dân ma, mặt đầu rồi đầy đủ, gai mấy cày, gai trước gai mấy cày mua. Đầu áp này bán luôn rồi. Đầu áp con này mới đăng qua 3.8 triệu bán rồi nha. Máy này bán luôn à. Một cái đít này mới tháo ra dọc rồi. Đây. Đây cái đít đuôi nè. Đít đuôi để gắn vô phun thuốc nè, xài đuôi sâu nè, xài bằng nồi nè. Đó, và con nào đang hư cái bộ nồi này hoặc là bể cái này thì liên hệ mua nha. Đó. Chiên xẻ thịt phun thuốc. Nói về phun thuốc thì đồ bao la luôn con. Dây ống hồi bét gì lũ khủ, nhưng mà những cái nào bán thì em bán, những cái nào em không bán thì em sẽ không bán thôi, trừ khi khách mua phun thuốc bên em lỡ hư thì em sẽ hỗ trợ, còn không có bán nha mọi con, không có bán lẻ ha. Những cái đồ nào nhiều quá thì em bán, còn như những cái nào mà cần để dọn xe là em sẽ không bán, nên bà con thông cảm nha. Bán thì lấy tiền thôi, nhưng mà cái nào không bán được thì không thể nào bán được. Quạt đây thì hôm qua em đăng cái bộ này nè, đây dưới đây dưới đó này, nó ráp vô là thành một bộ quạt nha. Nhưng mà cái quạt này thì nó lại dính ở trong cái nồi kia rồi, nên là bà con mà lấy thêm cái nồi thì nó mắc tiền rồi. Nên là cái này chỉ có lấy như vậy thì nó rẻ hơn. Một nè,
2 nè, 3 nè. Giờ làm cái cốt gắn cái quạt vô là ok. Còn nếu mà lấy nguyên cái nồi nữa thì nó sẽ lên tiền, mắc tiền. Đó. Rồi thì chỉ có vậy thôi. Quay cho bà con ở xem cho vui ha. Con nào cần gì thì cứ liên hệ em. Cái này cũng là một cái đuôi nồi nè. Đó, một cái đuôi nồi đây nó có tầng nhan chậm luôn. Đây có tầng. Không. Cái nồi đây bà con nào lấy thì cắt từ khúc này bỏ ra nè. Đó là giờ em gắn vô cái đuôi quạt mình là xài thôi. Nhiều khi cái đuôi nồi này nó bị hư là mua không có hoặc làm nó rất là cực ha. Này nó có nhanh chậm luôn nè. Đuôi quạt này nó có nhanh chậm luôn nha. Có 2 tầng. Đó. Mua về mình gắn vô những cái đuôi quạt khác cũng được. Nó có ví dụ đuôi quạt nào bà con mà không có nhanh chậm thì mua cái đuôi này nè, giờ gắn vô là nó sẽ có tầng 2 tầng nhanh chậm. Thôi. Thì chỉ có vậy thôi, chúc bà con những vùng tâm bão miền Trung miền Bắc thì vượt qua cái cơn bão này ha. Sau cơn mưa thì trời cũng lại sáng thôi, thì thiên nhiên mà không thể nào cản được. Rồi chào bà con nha.